Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật, kính thưa đại chúng, như vậy là mình 3 tuần rồi không gặp ha. Mọi người cũng khỏe rồi ha. Dạ. Mình có cái thân này mình xài vài chục năm, ráng xài cho nó tối đa là thôi. Dạ. Xài chết bỏ thì tội nó quá. Nên là mình xài, tức là đến cái mức tối đa của nó, ví dụ như mà nó chạy được cao nhất là 100 mai một giờ thì cũng chạy 101, 102 thôi, chứ đừng chạy tới 200. Nó quá sức thì nó sẽ quỵ xuống thôi, giống như ngài Anan, ngài tinh tấn quá độ đó, ngài phải gục xuống thôi. Nhưng mà cái gục đấy là cái gục tốt, còn cái của mình mà quá độ kia là mình gục, là mình gục luôn, khỏi nhìn nhau nữa. Rồi mình trở lại cái bài học của chúng ta. Như vậy là chúng ta đang tiếp tục với lại sở hữu tâm. Sở hữu tâm thì chúng ta có 52. 52 mà chúng ta xong được 13 sở hữu tợ tha. Rồi được trong 14 bất thiện thì chúng ta xong được 4 si phần, 3 tham phần. Là 7, 7, 13 là 20. Vậy là chúng ta gần được một nửa đấy. Gần được một nửa của sở hữu tâm. Khi mà học xong hết 52 cái sở hữu tâm này đó, là chúng ta có thể như lần trước có nói là cái sở hữu tâm, chúng ta biết là nó là cái trạng thái của chúng ta, nó là trạng thái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta master cái này xong ấy, là mình, đây là một trong những cái mảng tâm lý học của Phật giáo, mình có thể trở thành một cái vị tâm lý học về Phật giáo. Chúng ta thấy là những cái chết như lần trước có giới thiệu ấy, những cái vị mà tâm lý học lỗi lạc của Mỹ ấy, khi mà gặp một vị sư Sri Lanka ngồi dưới mà ông còn phải mời lên, ông nói là thầy là cái người mà xứng đáng ngồi cái ghế này để mà thuyết về tâm lý học hơn là tôi. Mình học xong 52 cái sở hữu tâm này là chắc cũng ngon lành lắm. Hy vọng rằng cũng có cái ông nào đó ông mời lên ngồi cái. Thì cứ ngồi đại đi, còn làm cái gì hay không thì tính sau. Cứ được ngồi đã. Rồi hôm nay, như vậy là buổi trước là chúng ta đã xong được 4 si phần xong rồi. Tham tà kiến ngã mạn chúng ta cũng xong rồi. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ sang một cái nhóm khác là sở hữu sân phần, đúng không ạ? Còn nhớ là trước chúng ta dừng ở đâu rồi đúng không? Lần trước là chúng ta xong cái phần ngã mạn này đúng không? Đã, hôm nay chúng ta sang cái một cái phần cũng quan trọng nữa. Chúng ta thấy là ở đây, nhìn chúng ta sẽ thấy là trong cái bất thiện đó, thì đầu tiên là si, xong đến tham, sân. Như vậy là chúng ta có 3 tam độc, là chúng ta đã xong được 2 cái độc rồi. Còn cái độc tố nữa mà chúng ta loại trừ ra nữa là cũng tạm ổn, nhưng mà xong rồi nó còn lòi ra 2 anh nữa, là các anh hôn phần mê hoài nghi. Thì 2 anh này nó không phải thuộc về cái cực độc, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta ngấm ngầm mà huân tập cái độc đó, cho nên là chúng ta cũng phải canh chừng. Như vậy là hôm nay chúng ta đi sang cái nhóm thứ 3 trong 14 sở hữu bất thiện, đó là sở hữu sân phần. Như vậy chúng ta thấy là tham sân si, tham nó chỉ là một cái bất thiện thôi, còn đây chúng ta nói đến sân phần, tức là cái nhóm của cái tâm sở sân. Thì ở đây chúng ta sẽ có tới 4 anh, đó là cái biểu đồ chúng ta có đúng không? Biểu đồ số 10 đó, 52 sở hữu tâm. Sân phần, sân tức là đại khái chúng ta có thể đi vào cái định nghĩa. Định nghĩa của sân phần tức là những cái nhóm gì hoặc là những cái loại gì đó mà nó khiến cho chúng ta đưa đến cái bất như ý.
Rồi, hoặc là không toại nguyện. À, trái với ý chúng ta thì nó được gọi, được xếp chung vào trong cái nhóm tâm sở hữu sân phần. Bất kỳ cái gì mà chúng ta cảm thấy không ưa thích, không như ý của mình, hay là chúng ta không toại nguyện, thì cái đó nó thuộc về sân phần. Cho nên là chúng ta thấy là sân ở đây nó không phải là cái gì mà nó đùng đùng nổi giận, mà nó từ từ vào chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái mức độ của nó. Thì đó là cái định nghĩa chung của cái nhóm sân phần. Vậy chúng ta sang phần thứ hai là phân loại. Như vậy sân phần đây chúng ta sẽ có bốn anh, đó là sân tật lận hối. Sân thì tâm sở sân thì chúng ta biết rồi, chúng ta những anh này từ từ chúng ta sẽ vào chúng ta học từng anh một. Thì thứ nhất chúng ta thấy sân là cái anh mà nóng nảy rồi, chung chung của nó tức là những cái gì nóng nảy, bốc đồng thì nó hơi xa một chút. Còn tật tức là sao? Không phải tật khiến. Tật ở đây tức là dùng cái từ cho nó ngắn gọn thôi, nhưng mà cái này thực chất là nó là ganh tị. Đúng rồi, tật đố tức là ganh tị đấy. Sân tức là những cái gì, cái này nó chung chung hơn chút, tức là những cái gì mà nó làm cho chúng ta không như ý thì được gọi là sân. Vậy thì ganh tị tại sao mà xếp vào nhóm của sân? Giận bực bội cái gì? Ganh tị cơ mà. Giận bực bội cái gì? Đúng rồi, tức là ganh tị tức là gì? Tức là thấy người ta không hơn, tức là mình không có thích. Đại khái như vậy. Thì nó không thích tức là không như ý mình, tức là nó sẽ khởi lên cái sân. Còn lận tức là sao? Đúng rồi, là sang tham bùn xỉn đấy. Sang tham hoặc là bùn xỉn. Sang tham bùn xỉn tức là không có muốn cho đi cái gì mình có, những cái thành tựu của mình không muốn cho đi. Như vậy thì cái này nó có dính dáng gì đến sân không? Có là như nào? Muốn giữ thôi. Muốn giữ tức là những cái gì mình không tức là chung chung của sân phần, tức là gì? Những cái mà không có như ý. Còn cái này là mình muốn giữ lại hay là gì đó, thì tại sao mà chúng ta xếp vào sân phần? Cũng không nó còn nhiều, từ từ chúng ta đi chung chung thôi, từ từ đi, khi vào đây chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cấp độ khác nhau. Tức là bùn xỉn tức là sang tham tức là keo rít bùn xỉn, tức là không muốn, đại khái ví dụ mình nói đơn giản tức là mình không muốn người khác nhòm ngó vào mình, tức là nó cũng có một cái không muốn gì đó. Hoặc là mình có những cái thành tựu mà không muốn cho người khác thành tựu hơn hay gì đó. Thì nó mấy cái này nó có thể nó gần gần như nhau, nhưng mà khi mà vào cái mức độ, cái level của nó thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái khác nhau. Còn hối tức là sao? Lo âu chứ không phải hối tiếc. Lo âu. Lo tức là không có như ý mình rồi, tức là những cái gì mà nó làm cho mình bồn chồn, tức là mình thì bao giờ mình thích thoải mái, cho mình đâu có thích là cái gì mà nó phải trái ý mình. Nó lo âu tức là có những cái mà nó không có như ý mình, cho nên chúng ta mới phải lo. Thì như vậy chúng ta thấy là nó vẫn xếp vào cái anh gọi là sân phần. Như vậy sân phần chung chung của nó tức là những cái gì mà không được như ý mình, và nó có trong cái nhóm sân này chúng ta có bốn là sân, tật và lận hối. Bây giờ chúng ta đi vào cái tâm sở đầu tiên của nhóm sân phần, đó là sở hữu sân.
sơn phần trong trong bốn ảnh đấy thì ảnh này là cái ảnh mà đặc trưng nhất. Thì như đã nói, chúng ta thấy là chúng ta có trong trong cái nhóm này chúng ta có si này, tham này, sân này. Rồi tiếp theo là chúng ta có hôn phần với hoài nghi. Năm cái anh này là thuộc về cái nhóm bất thiện. Thì như đã nói thì hai anh này thì nó không có mạnh mẽ đặc trưng như ba anh này. Thì trong đó chúng ta thấy là ba cái anh này là nổi cộm nhất, và chúng ta đã đi xong anh si với anh tham rồi, và hôm nay chúng ta sẽ giải quyết thêm cái anh sân nữa. Thì chúng ta thấy là khi mà mình học xong ba anh này rồi thì chúng ta thấy đã đặc trưng của cái anh si này, tức là sao? Si tức là có tức là nói chung tất cả, thì nó có tính là âm ỉ. Âm ỉ, đó, tức là nó âm ỉ, nó dai dẳng ở trong mình. Cho đến tận khi mà chúng ta thấy là mình đắc tới quả A Na Hàm rồi, si nó vẫn còn dai dẳng, nó theo mình nhé. Ái, dục ái, hữu ái, năm thượng phần kết xử, khi mà chúng ta đoạn hết cái đó thì chúng ta mới đắc được quả A La Hán. Còn thánh thứ ba là chúng ta còn rơi vào cái năm thượng phần kết xử là sắc ái, vô sắc ái, mạn trọ cử, vô minh nhé. Thì chúng ta thấy là nó còn âm ỉ, nó âm ỉ tức là gì, nó theo ta hoài hoài đến tận khi nào. Tiềm nó không hẳn vậy, âm ỉ tức là nó có cái tính chất dai dẳng, còn mà nó cái kia là nó dạng tính chất là giống như là tùy miên, nó giấu đi rồi. Chứ còn anh này ấy, nhiều khi nó không phải giấu, mà tức là chúng ta không đủ khả năng để mà diệt nó. Giống như Thánh A-na-hàm thấy chứ, thấy được cái điều đó nhưng mà không diệt được. Giống như là mình biết rằng là mình tham đấy, nhưng mà mình muốn không tham, nhưng mà cái lòng tham của mình nó quá mạnh đi, mình không có đành lòng không lấy cái vật vật đó. Cái tức là cái tâm tham của chúng ta để cho nó hoành hành, nó đang mạnh hơn cái lý trí của chúng ta. Thì si nó có tính chất âm ỉ, còn tham thì sao? Nó có tính chất nó ngấm ngầm hơn, toan tính. Thì tham tức là nó phải toan tính, thì nó có cái mức mà nó ngấm ngầm hơn, tức là nó tất nhiên là trong ba anh này chúng ta sẽ thấy là mình đang nói đến cái mức độ mà thô tế của nó đó. Thì ba anh ấy là mức độ thô tế anh nào cũng có hết đấy, không không có kém gì nhau đâu. Nhưng mà chúng ta thấy là khi mà mình phân định, mình chia ra thì mình thấy là cái mức độ của anh này với anh này là nó rõ, nó tế hơn. Tế ở đây không phải là tốt đẹp, mà tế ở cái mức độ mà ngược lại một chút, nó làm cho mình khó thấy để mà diệt nó. Còn đó là cái anh tham. Còn anh sân thì sao? Đúng rồi, trong ba anh này anh sân là cái anh mà thô nhất. Nói đến sân cái là chúng ta có cảm giác ngay là nó bừng bừng, nó nổi giận lên. Đó, cho nên là sở dĩ mà chúng ta nói là chúng ta muốn hướng tới cái chân thiện mỹ, tức là muốn tới cái đẹp ấy, hoặc là mình muốn sửa soạn cho nó đẹp, nhưng mà mình bị cái anh sân này nó lôi kéo, nó chi phối mình lại, nó làm cho mình thô, khiến cho mình không có đẹp được, là do cái anh này. Mà tuy nhiên thì như đã nói thì về cái tướng tế của nó, chúng ta thấy là cũng không đến mức mà thua hai anh này đâu. Nó cũng có những cái mà nó vi tế lắm. Thì từ từ bây giờ chúng ta vào chúng ta học, chúng ta sẽ thấy. Cho nên là chúng ta thấy là mình hai anh này thì nó theo chúng ta dài hơn, khó trị hơn, nhưng mà anh này chúng ta có thể trị sớm được một chút. Cho nên là mình bắt đầu nói thì không phải là bắt đầu từ đây, nhưng mà trong ba cái anh đấy mình thấy là mặc dù cái anh này anh ấy thô thô vậy thôi, nhưng mà mình còn thấy được mà mình trị nó. Chứ còn mấy cái anh kia mà tầm ngầm, thường thường những anh mà tầm ngầm mới là những anh mà mình khó khó đối trị lắm. Bây giờ mình đi vào cái thứ nhất là định nghĩa. Thường thường những anh nào mà cứ im ấy là mình thấy là khó khó xài, khó chơi được lắm, phải cẩn thận. Nhiều khi với anh ấy thì tốt đấy chứ không có gì đâu, nhưng mà
Mình phải biết nhiều khi là anh không nói ra nhưng mà đùng cái có một ngày nào đẹp trời đó anh đi mà không gặp lại mình nữa. Nên là những anh đấy là mình phải cẩn thận, còn những anh mà bà chốt bà giác nói ra thì nhiều khi mình biết nên mình dễ hơn chút. Ở trang số trang số 80 mở trang 80 xong rồi chúng ta thấy là nó cũng không có gì, xem chương 1 chú giải 9. Cái này thực ra thì chúng ta cũng đã có từng đọc qua. Chú giải 9 chương 1 là trang số 17 á. Chúng ta có thể mở trang số 17 hoặc trang số 18. 17 là giải thích chung về căn, căn tức là căn bản bất thiện gồm có tham sân si đó, thì giải thích chung cả ba cái là tham sân si. Thì chúng ta thấy là nếu mà nói về tâm sân thì chúng ta mở trang số 18 ở ngay đầu trang đó. Trong phạn ngữ hoặc là Pali đó, sự bất toại nguyện được gọi là dosa hay là patigha, tức là sân đó. Sân tức là những cái gì mà bất toại nguyện, như vừa nãy chúng ta có định nghĩa về sở hữu sân phần rồi. À, nó có căn là chữ chữ Pali tức là dosa, xuất nguyên từ căn dus tức là không bằng lòng, không vui, bất mãn, bất toại nguyện. Thì một loạt những cái đó chúng ta đã biết rồi. À, patigha là do căn pati tức là chống lại, chạm vào, đụng tiếp xúc, ác ý, thù hận, cũng được xem có ý nghĩa tương đương với patigha. Thì ở đây chúng ta thấy là nó chỉ có cái phần định nghĩa chung chung đơn giản vậy thôi. Giờ chúng ta vào cái phần định nghĩa thì như trong sách có nói tức là chữ dosa sân, sở hữu sân, sân tức là dosa thì nó có căn là từ chữ dục, trong sách còn thêm chữ sc nữa nhưng mà trên thực tế cái căn của nó chúng ta thấy là chữ dục thôi. Dục chúng ta thấy là từ cái chữ dukkha đó. Dukkha là khổ, cho nên là si là khổ, à quên xin lỗi, sân là khổ. Khi mà chúng ta cứ thấy có cái căn dục hoặc là dosa hay cái gì đấy nó có biến thể ra dosa hay là đô la thì chúng ta thấy cũng khổ thôi. Chúng ta thấy là đô lên chúng ta phải la, la là khổ thôi. Nó có khổ chúng ta mới phải la. Thì chữ căn dục này tức là khó chịu và buồn rầu. Hoặc như vừa nãy chúng ta đọc một loạt đấy, không như ý, không có toại nguyện. Cho nên là chúng ta thấy là dosa tức là sân đó. Tâm sở sân tức là cái trạng thái nóng nảy của tâm. Nóng nảy đó là cái cấp độ khác, còn trạng thái không như ý. Trạng thái không như ý của tâm. Thì đó là tất cả những cái chung nhất của dosa, tức là cái định nghĩa của sở hữu sân, tâm sở sân. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là như vừa nãy con nói, sân nó có nhiều mức độ từ thô đến tế. Cho nên là bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ hai là phân loại. Phân loại để chúng ta thấy là sẽ thấy được từng cái mức độ của nó. Đây là chúng ta định nghĩa, tất cả những cái này là định nghĩa chung chung thôi. Để chúng ta thấy được cái tính chất chung của nó. Là sân. Tuy nhiên thì cái trạng thái của nó chúng ta sẽ thấy khi phân tích ra đặc thù nó, chúng ta sẽ thấy là có ba, có ba cái level, ba cái mức độ của nó, từ cao đến thấp hay là từ thô đến tế. Cái trạng thái thứ nhất
là phẫn nộ. Phẫn nộ ở đây ở cái mức độ là bốc đồng. Và chúng ta thấy là chung chung tức là đùng đùng nổi giận đó. Cái này là cái mà không có thể giấu được. Nhìn cái là chúng ta biết liền thôi. Thì trong cái trạng thái này thì cái dosa tức là cái lúc này là cái khó chịu rồi. Và cái khó chịu này không phải cái khó chịu bình thường mà khó chịu đến đến cực điểm. Đã lên đến mức tột độ của nó đây. Khi mà lên đến mức tột độ thì tột độ ở đây tức là gì? Tức là hoàn toàn không chấp nhận đối tượng. Hoàn toàn tức là không còn một chút gì để mà có một cái tia hy vọng gì cho cái đối tượng đó. Đối tượng hoặc là cảnh. Tức là đây giống như mình xem phim, tức là không có thể đội trời chung được nữa rồi, nhưng mà đi dép chung thì đạp đất chung thì được. tại sao? bởi vì khi mà ấy xong rồi mình chôn xuống rồi thì vẫn còn ở trong đất, trời thì không chung nhưng mà đất thì còn có. Tức là hoàn toàn không có hài lòng với đối tượng. Và chúng ta thấy là đến cái mức độ này là cực điểm rồi, là chúng ta thấy là có thể mà dẫn đến là hủy diệt đối tượng. Bởi vì không có đội trời chung nữa. Cho nên là một là mi còn, hai là ta còn. Một mi mất, hai ta mất. Vì diệt đối tượng mà chúng ta thấy là cái mức độ này là đến mức độ là không có chần chờ. Thấy là diệt thôi. Mình có khi nào rơi vào cái trường hợp này không? Có ai có không? Chắc không? Nhưng mà có không? Có chắc chắn là không không? À đó, chúng ta thấy là cái đó là tức là mình cứ nghĩ là mình không có, nhưng mà trên thực tế là con muỗi chưa cần nó bay, nó bay ngang qua, nó chưa mình làm gì, cái quán tính của mình là cho cái bóp cái cho nó chết đó. Tào rằng nó chết trước còn hơn là nó hút máu của mình. Chúng ta thấy là không cần biết, lúc đấy là cái này là mình có cái thù truyền đời truyền kiếp với nó rồi, chứ còn mình chả biết cái con muỗi bay ngang qua mình có quen nó hay không, nhưng mà cứ giết đó. Đó là cái mối thù nó truyền đời truyền kiếp, nó dữ dội như vậy đấy. Cho nên là chúng ta thấy là mình cứ nghĩ rằng là mình không có cái tâm sở này, nhưng mà có hết đấy. Còn tức là mình không có chần chờ, tức là mình cảnh, đối tượng hoặc là cảnh. Dạ đúng rồi, đối tượng có thể là hữu tình, cảnh thì có thể là vô tình. Đấy là cái cảnh vật nó nhìn trước mặt mình thấy là mình khó chịu cái gì là mình muốn đập nát nó xuống. Mình không có chấp nhận nó nữa. Cho nên là trong cái mức độ thô nó có cái mức độ tế. Mình cứ nghĩ rằng mình không bao giờ mình có cái thô này, nhưng mà cũng khá nhiều chứ không ít. Thì chúng ta thấy là tất cả cái mức độ này nó đưa cho chúng ta tới một cái trạng thái là như vừa nãy nói đó, gặp nó bay tới chả biết là có quen gì với mình không, nhưng mà mình diệt đã, tức là đưa đến cái giới thứ mấy hả? Không sát sinh, không trộm cướp, tức là đưa đến cái giới sát. Mình cứ nghĩ rằng mình quy tam bảo rồi, mình thọ ngũ giới, thì bây giờ ta là Bồ Tát giới, mình cứ nghĩ ngon lành, không bao giờ mình sát sinh, nhưng mà cái tâm sân của mình và cái tâm sát của mình nó lúc nào nó cũng sẵn sàng, rất là sẵn sàng, mà mình không thấy thôi. Cho nên là chúng ta phải rất cẩn thận, và thậm chí là nó còn có một cái nữa. Bình thường chúng ta sát hại cái này là đã dữ dội lắm rồi, nhưng mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta sát hại xong thì chúng ta thấy chúng ta làm sao? Tức là với cái cảnh mà
mình không có chấp nhận được rồi ấy. Tức là một mất một còn, một nhà ngươi còn, hai ta còn. Nhưng mà khi mà mình thành tựu được cái này ấy, là cái tâm của mình nó làm sao? À, đúng rồi, nó sẽ thứ nhất là thoát ra được ức chế. Mình sát hại nó xong cái là mình bao nhiêu cái ức chế trong lòng nó được xả ra, nó đã lắm. Và tất nhiên là chúng ta thấy là sẽ hài lòng thỏa thích. Cho nên là mình mới giải thích được là khi mà có những cái hận thù mà giết đối tượng xong cái là mình có thể mình ra mình cười ha 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 ha, thiệt là đã đời, rất là thích. Tức là mình thích thú cười vang, cười xong cái sự thỏa thích, bởi vì một mất một còn với mình nó đã không còn nữa rồi. Bây giờ là vùng trời này thì bây giờ còn một mình đội thôi, không có chung với ai nữa, là mình làm vua một cõi rồi. Như vậy chúng ta thấy là nó quay trở lại cái tâm sở bất à, cái tâm vương mà tâm bất thiện ấy, ở đây mình gọi là gì? Tâm bất thiện thọ. Mình có 12 cái tâm bất thiện ấy, mình có chia ra là có mấy mức độ đấy. Tâm bất thiện thọ, thọ hỷ, giết xong cái là mình vui mừng. Mình ngoài cái thọ hỷ ra mình có thọ ưu và thọ xả. Anh này ra mình cái mức độ thứ nhất của tâm sở sân này á, cực điểm này ấy, là chúng ta thấy là luôn luôn bao giờ nó cũng đi bất thiện là thọ hỷ. Cho nên là lần trước mình có so sánh đấy, thọ hỷ bao giờ nó cũng dữ dội hơn thọ ưu và thọ xả. Khi mà mình thấy là mình sát hại hay là mình giận bực ai một cái gì đó mà xong là mình có thể mình cười ha ha được ấy, là biết là mình đang nặng đó. Cái tâm của mình đang rất là nặng nề, phải cẩn thận. Còn khi nào mà mình thấy rằng là mình cái đối tượng không có đội trời chung này ấy, mà mình giảm xuống bớt bớt được chút là mình thấy nó thường thường thôi, hoặc là thấy là mình còn ưu tư một chút đó, lúc đấy là mình có tu được lên một chút nữa. Tất nhiên là nó cũng còn tệ lắm, nhưng mà dù sao thì nó cũng cũng khá hơn được tí xíu. Tất nhiên ở đây chúng ta thấy là mình có ba cái căn cứ, không biết mình còn nhớ không. Tức là 12 cái tâm bất thiện nó có ba căn cứ: thứ nhất là thọ, thứ hai là hữu trợ mới vô trợ đó, tức là mình giết một cách không chần chờ. Tức là cái này là cái gì trong cái chợ đó, cái này là vô chợ, tức là mình nhìn cái là mình giết thôi. Là cái chúng ta thấy là thấy rõ ràng là chúng ta có cái vô chợ ở đây rồi, nên vô chợ, tâm bất thiện mà vô chợ ấy là nó nặng hơn. Còn một cái nữa là cái gì còn nhớ không, trong ba cái căn cứ đó, thọ là một này, rồi chợ giúp là hai này, cái thứ ba nữa là cái gì còn nhớ? Tương ưng chợ, tức chợ nó gồm có hữu chợ mới vô chợ, tức là nó thuộc một mục. Tức là chúng ta có ba căn cứ này, là thứ nhất là thọ gồm có hỷ ưu xả, rồi có chợ tức là hữu chợ và vô chợ, rồi chúng ta còn cái nữa là tương ưng tức là hợp với tà kiến hay là không hợp với tà kiến. Khi mà mình giết xong cái này mình thấy là mình thoải mái, mình đã đời, mình thấy là nó không có cái vấn đề gì hết, tức là cái đó nó đi với cái anh tà kiến là còn nặng nữa. Nhưng mà một anh này thôi là chúng ta thấy là nó lên đến cực điểm rồi, mà mình thêm hai anh kia nữa là cái con đường của mình phía trước đẹp tuyệt vời. Mức độ thứ nhất này vậy là cũng được rồi đúng không? Nè. Cho nên khi nào mà mình lỡ mà mình có đập con muỗi nó chết ấy, mà mình ấy thì mình cũng nén, mình đừng cười, giả bộ một chút. Mình giả bộ mình không cười, tức là mình cũng có đắn đo một chút, bởi vì nhiều khi mình thấy là cái đó là nó thành cái tập khí của mình rồi. Nói cho mình nói giả bộ mình cười vậy thôi, chứ mà giả bộ lâu ngày thì nó thành thiệt. Không thiệt, có cái đó có thiệt mà. Có nhiều người chúng ta thấy là giả vờ tâm thần để mà tránh một cái gì đó, xong rồi cuối cùng tâm thần luôn.
Mà nhất ở Mỹ này chúng ta thấy là giả đò cái đấy là dễ lắm, bởi vì bác sĩ nó tới là nó phải cho thuốc, mà cho thuốc uống của cái hạng đấy là không cũng thành có, cho nên là cái mà mình giả đò ấy, mình thực sự là mình nói đó là cái nó thuộc về cái này này, khẩu nghiệp. Mình cứ nghĩ mình nói chơi nhưng mà trên thực tế là nó sẽ xảy ra thiệt. À không, nó cái đó là cái mà mình nói ở Mỹ này là hiện tại mình thấy, mà Đức Phật cũng thấy rất rõ từ ngày xưa ấy. Cái không biết mình có nhớ cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật mà có ba anh em không? Cái hồi mà có ba anh em thì anh thứ nhất đấy là cái vị anh lớn ấy, tức là tiền thân sau này là Đức Phật đấy, thì anh thấy là chúng sinh khổ quá, mới anh mới phát nguyện rằng là thành Phật để mà độ cho tất cả chúng sinh. Thì cái anh thứ hai, tức là cái này ngồi nói chơi thôi, tức là nhìn thấy khổ quá mới buột miệng nói là sao đời nó khổ quá, chúng sinh hữu tình nó thấy nó mệt mỏi khổ quá, thế bây giờ mình ước muốn mình phát nguyện để thành Phật độ cho hết mọi người cho bớt khổ đi chứ cũng có mệt mỏi quá. Thì ngồi chơi giống như mình trà tam rượu tứ, nói vậy nó hơi quá, tức là Đức Phật thì không, tức là cái thời quá khứ của ngài ấy, ngài tu ngài cũng đã từng từ cái mà tức là vô thức ấy, là đã nó đã có rồi, thì đại khái là lúc đấy mới chỉ gọi là nói chơi thôi. Thì ông anh thứ hai ấy thì tức là cái vị thứ hai nói buột miệng là nếu như mà anh mà phát nguyện thành Phật thì tôi sẽ nguyện là làm một cái người gọi là đối nghịch anh để luôn luôn phá cho anh biết tay. Tức là nói chơi thì anh em nói chơi thì mà tức là thứ hai là phá, chúng ta thấy hình ảnh của ai rồi đúng không? Rồi anh thứ ba làm cái gì, cái vị út đó không, không phải, thì cái vị thứ ba mới cũng buột miệng nói là anh hai mà phá anh cả như vậy, tức là anh thứ hai phá anh thứ nhất như vậy tôi sẽ trói anh giữa hương không cho anh coi. Thì nói chơi thôi. Thì cuối cùng đến một cái kiếp mà đang tu tập nỗ lực để mà thành Phật ấy, thì quả nhiên là sau tái sinh thì thành Đức Phật của chúng ta ấy. Còn vị này thì là thành một cái vị Đề Bà Đạt Đa rồi. Còn chúng ta thấy là khi mà ba cái câu chuyện này mà nói buột miệng nói vui như vậy, thì trong một cái thời đó thì tức là cái này là sau này là xong, trong một cái kiếp trước nữa, thì khi mà ba người đang người này đang nỗ lực tu tập thành Phật, người này ấy thì xuống là tức là tìm mọi cách phá, thì lúc này là luôn luôn tìm đường phá, thì cái vị thứ ba này ấy, lúc đấy là mới xuất ra làm thành, lúc đấy là mới là một cái vị sa di thôi, đây là còn nhỏ tuổi sa di nhưng mà có một cái đại thần lực. Hay khi mà thấy anh này anh ấy phá dữ quá, bắt đầu mới dùng thần lực để trói. Lúc này ông này trên thực tế là lúc đấy là còn đang làm một cái vị vua vua ở cõi trời đó, cõi trời dục giới thôi, cho nên là còn nhiều cái tham dục, còn nhiều cái đối nghịch ấy, cho nên là mới tìm mọi cách phá. Thì ông này lúc mà xuống định phá trong một cái kiếp đang tu, thì ông Sa Di này ông ấy thấy vậy, ông ấy mới bắt trói ông này giữ hư không, thì bắt trói trong một cái khoảng gì đấy không không nhớ rõ, tức là trong một cái mức độ mà đang làm cái việc gì đó, thì khi mà xong rồi bắt đầu thì mới thả ông này ra. Thì trong trong cái lúc mà cái ông này bị trói thì ông mới nghĩ rằng là khi mà thả ra rồi thì ông mới xuống hỏi là đệ tử của ai như nào mà sao có thần lực dữ vậy, thì nói rằng là không, tôi mới chỉ là một cái vị sa di thôi. Thì ông nghĩ là mà vậy ông mới hỏi là vậy là đệ tử của ai, thì mới nói là đệ tử của cái vị này. Thì ông mới nghĩ rằng là mới có một cái vị sa di, tức là nói theo cái tính cách của ông này, mới có vị sa di nhãi nhép thôi mà nó dữ dội như này, và nó bắt nó trói mình không nhúc nhích gì được, mà huống gì là cái vị này mình cứ phá hoài, mà sao thấy ngài từ bi quá, ngài không có làm gì hết. Thì lúc đấy bắt đầu ông mới hồi tâm chuyển ý và ông không có phá nữa, và ông nghe ủng hộ Đức Phật. Nhưng mà tất nhiên là do cái lời nói chơi đó mà đến tận cái kiếp cuối cùng đó, mà vẫn còn tiếp tục phá nữa. Thì chúng ta thấy là mình nói chơi đó, nhưng mà nó cũng đến một cái lúc nào đó mà cái duyên mà nó hội tụ là nó cũng đưa đến cái kết quả. Cho nên là mình rất là cẩn thận với cái khẩu nghiệp, mình nói chơi mình còn bị vậy huống chi nói thiệt, nói thiệt là nó còn dữ dội nữa. Dạ. Dạ, cho nên là
Ngoài đạo họ cũng thấy là ba cái nghiệp mà thân khẩu ý nó dữ dội quá, cho nên họ tu bằng cách gì? Họ mới đoạn căn, nên là họ thấy ghê gớm với lại các cái căn của mình, bởi vì nó tạo nhiều ác nghiệp quá, cho nên là họ đoạn căn này đoạn căn kia. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái phương pháp tu sai, bởi vì là nó căn là nó được điều khiển bởi từ cái này ra, cho nên là Đức Phật nói là cái cần đoạn không đoạn thì đoạn cái không đâu. Cho nên là vị sa di đó sau này cũng là một cái vị tỳ kheo thôi, chứ không thấy có nói là về sau này là ai cả. chỉ có nói là cái vị đó là cái vị mà có một cái đại thần được, thì tất nhiên không phải ngài Mục Kiền Liên. Ở trong đạo Phật mình có nhiều vị sa di cũng có cái oai lực cũng lớn lắm. Lần trước có kể cái câu chuyện gì mà lên nhúng chân một cái mà cõi trời nó kinh thiên động địa lên, có kể câu chuyện đó rồi đúng không? Thấy ngơ ngơ nữa. Thôi để lúc nào gặp cái đấy thì kể sau. Mình đi vào cái khác đi. Cho nên là mình thấy là làm sa di mà chúng ta đã thấy ngon lành rồi chưa nói thì mình tỳ kheo, nhưng mà nghĩ xong rồi mình cũng thấy cũng thấy tủi thân, chứ mấy sa di thôi mà dữ dội vậy, mình thọ giới mấy chục năm thì mà thấy cũng chả có cái gì cả. Nói như vậy để mình ráng mình nỗ lực cố gắng thôi. Như vậy là chúng ta thấy nói vậy để mình cẩn thận với lại cái căn bản bất thiện của cái tâm sở sân của mình. Nó có thể toát ra nhiều nhiều ý khác nhau. Trong cái tướng rất là thô này, chúng ta thấy là nó đã có cái tế trong đó rồi, cho nên thô tế là nó là cái gì đó nó rất là tương đối, mà cái mà mình thấy rất rõ là nó thô, nhưng mà nó vẫn có cái tế trong đấy mà mình không có thấy. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng là mình phải chú tâm tỉnh giác là vậy. Nếu mà mình không có cái sự chú tâm, không có cái sự tỉnh giác thì không bao giờ mình thấy được một cái điều gì hết. Hoặc là mỗi lần Đức Phật nói pháp là ngài bao giờ nói là hãy khéo lắng nghe và khéo tác ý. Tức là mình phải luôn luôn là tỉnh giác, chú tâm thì mới có thể thấy ra được vấn đề. Chứ còn nếu mà mình lướt lướt trên bề mặt thôi, mình thấy mình đọc sách trên bề mặt, hoặc là mình vừa làm cái gì, mình vừa nghe YouTube giảng, nghe xong mình chả thấy nó có cái gì hết. Nhưng mà tất nhiên là không phải là nó không có cái lợi lạc gì hết. Nhiều khi là bất thần mình làm cái gì, cái mình nghe nó trúng cái thì cũng được, không sao. Thì cái đấy là mình tranh thủ, thực sự cái đó là nó cũng ngấm vào trong cái tiềm thức. Cái hồi ngày trước thầy cũng vậy thôi, hồi mới đi tu nhiều việc, mình phải hồi đấy gọi là tập sự mà, cho nên cái gì mình cũng phải làm, đâu có thời gian học. Hồi đấy là học double luôn nhé, một bên là mình phải học bên bên ngoài đời, tức là học phổ thông, hồi đấy mới học cấp 2, cấp 3, một bên là phải học bên ngày xưa gọi là cơ bản hoặc là sơ cấp, trung cấp mình đó. Học hai lớp một lúc xong lại làm việc chùa nữa, mình đâu có thời gian đâu. Cho nên là tối ngày cứ cắm cái tai nghe ở đây, nghe hoài. Bây giờ làm gì, cái tai của mình nó cũng ngãy ngãng. Và chúng ta sang cái trạng thái thứ hai. Trạng thái một là thô, một tức là thô, hai tức là trạng thái trung bình. Chúng ta thấy là nó sẽ có ba thôi: thô, trung bình và trạng thái là tế. Trong cái trạng thái trung bình này thì cái biểu hiện nó là buồn rầu, khóc than, rầu rĩ đấy. Nên là đau khổ thì mình mới khóc, chứ còn bình thường mà không có đau khổ lắm ấy, thì mình đâu có khóc. Cái chuyện đấy thì mình tính sang một cái hướng khác. Vui khóc thì nó khác, còn đây tức là mình đang ở trong cái mức độ sân. Vui khóc là mình không có sân, tức là mình vui là hỉ mà. Còn cái này mình đang học là tâm sở sân, cho nên nó thuộc sang một cái lĩnh vực khác thì mình không có đề cập tới. Thì cái này là buồn rầu, khóc than, rồi khó chịu và đau đớn về thể xác. Đó là cái trạng thái trung bình của tâm sở sân. Trung tức là mình có như vừa nãy nói, tức là cái gì đó là mình
khổ lắm mình mới khóc, nhưng mà đây chúng ta thấy là vẫn còn liệt vào là trung bình thôi. Cái mức độ mà cao của nó tức là mình luôn luôn sẵn sàng ở trong cái mức độ mà hủy diệt đối tượng, còn cái này khóc than chưa đến mức hủy diệt đối tượng, mặc dù có đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ của cái này tức là gì? Tức là những cái trạng thái này nó sẽ đưa tới mình đau khổ nhiều quá, đau khổ đến mức tột tột độ thì sẽ đưa tới là ác ý và phẫn nộ. Ác ý phẫn nộ nó chính là cái trạng thái thô, nên là trạng thái một. Trạng thái thứ hai này nó sẽ đưa đến cái trạng thái thứ nhất nếu mà mình huân tập nó nhiều lần. Cho nên lần trước có một lần có nói là thấy rằng là nhiều người cứ ưa rằng là mình nguyện mình trả cho hết nghiệp ấy. Có nói rồi đúng không? Mình cái gì mình mất cái gì đó hay là mình lấy gì vào thôi trả nghiệp đi cho nó xong, cho nó hết nợ đi. Nhưng mà chúng ta thấy là mình không có nên. Cái đó là trên thực tế mình nói vậy tức là mình nói vuốt đuôi thôi, bởi vì mình mất lỡ mất rồi, chứ còn nếu mà còn thì chắc gì mà đã bỏ đấy cho người ta lấy. Tức là mình mất rồi mình làm cho thanh cao vậy thôi, chứ còn bình thường thì dễ gì mà bỏ đấy. Ở đây muốn nói là gì, tức là muốn nói rằng là mình trên thực tế mấy cái người mà tu tập ấy, mình không có nên phát nguyện trả nghiệp, bởi vì làm sao còn nhớ không? Bởi vì nghiệp mình nó quá nhiều, đâu biết giảm bao giờ cho hết. Mà như vậy tức là gì? Tức là mình cứ trả nghiệp hoài là lúc nào mình cũng sống lặn thụp ở trong cái đau khổ. Đau khổ nhiều lần thì nó đưa đến cái này, đưa đến sa hại. Lúc đấy là lúc mình không còn lý trí nữa, mà mình sẽ rơi vào cái trạng thái thứ nhất này, là lúc đấy là không có kiềm chế được nữa, và mình sẽ trở thành cái trạng thái của bốc đồng. Trạng thái thứ hai này cũng đau khổ, nhưng mà tạm thời là mình sao? Còn kiềm chế được. Cũng đau khổ, cũng sát thương, nhưng mà trong một cái mức độ nào đó mình có thể mình còn kiềm chế được. Và nếu như mà như đã nói đấy, mình không kiềm chế được thì nó sẽ đưa đến cái bốc đồng, và tức là như vừa nãy con nói đó, cái mức độ cao của nó tức là đưa đến sát hại, là sẵn sàng hủy diệt đối tượng. Như ở trong trong kinh Pháp Cú mình có một cái câu Pháp Cú là ai chặn được phẫn nộ rồi như dừng xe đang lăn, và ta gọi người đánh xe kẻ khác cầm cương hờ. Chúng ta có học kinh Pháp Cú học câu đấy đúng không? Tức là nếu mà mình chặn được phẫn nộ thì giống như là cái người cầm cương hờ thôi, tức là nếu mà mình không khéo chặn ấy thì cái người hờ đó họ sẽ lôi mình đi, còn mình chặn được ấy thì mình còn có thể kiểm soát được cái dây cương đó để cho mình không có đi đau đến một cái dốc nào đó. Hình như 200 bao nhiêu đó. Cái câu kệ Pháp Cú với chúng ta có biết cái nguồn gốc nó làm sao không? Cái đó là khi Đức Phật thuyết cái câu Pháp Cú đó là bởi vì có một cái bà tiên, bà ấy trú ở dưới một cái gốc cây, có hai mẹ con trú ở cái dưới cái gốc cây, mà lúc đó có một cái vị tỳ kheo đến là muốn đốn cái cây đó để mà làm cái thất của mình á. Khi mà đốn cái cây đó không may làm thương con của bà ấy, bà ấy đùng đùng nổi giận, tức là rơi vào cái trạng thái thứ mấy? Chưa 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 đau khổ khóc than đó, nên là nó gần đến cái mức bốc đồng, tức là bà ấy đang toan tính là muốn giết cái vị tỳ kheo này để mà trả thù cho con mình. Thế tự nhiên là bà ấy mới giống như là bà ấy có thể kìm lại được, tức là ghì cái cương lại được, ghì cái cơn nóng giận lại được, thế thì mới đến thưa với Đức Phật, thì Đức Phật mới nói cái bài cái Pháp Cú đó. Cho nên là nhiều khi mình chặt cây chặt cối cũng phải cẩn thận, không phải cây nào cũng có. Bởi vì chúng ta thấy là cái duyên, như là cái bà tiên mà ở cái chòi của ông Cấp Cô Độc đấy, thì là phải có cái duyên gì đó họ mới xuống họ trú ở đó. Mà ngày xưa thì
mình không phải là so sánh giữa xưa với nay, nhưng mà ngày xưa thì nó dễ dàng hơn, là bởi vì con người thì đó nó simple hơn, tức là nó không có bị gì hơn, tức là các cái cõi đó nó có thể đi qua đi lại chúng ta nhiều hơn được. Thế còn bây giờ thì nó lộn xộn quá cho nên người ta cũng khó xuống. Nhưng mà nói như vậy không phải là chúng ta làm bừa, mình cũng cẩn thận một chút. Nhiều khi mình lỡ phạm phải, không biết nhỡ họ không kiềm chế được thì mình cũng mệt. Thì đó là cái trạng thái thứ hai, chúng ta sang thô rồi trung bình. Chúng ta sang cái trạng thái thứ ba là tế. Ở kia mà dẫn đến khóc than vật vã thì cái trạng thái này là đơn giản là không hài lòng. Như lần trước có nói cái chuyện mà Đường Tăng mà đi lên uống trà rồi ngâm thơ với mấy ông tiên ở trên núi đó. Chúng ta thấy là mấy ông tiên tiên cho nên chúng ta thấy là cái chữ Hán ấy, họ viết là cái này là người, mà cái này là bộ sơn, tức là trên núi, người mà lên núi ở ấy, là sao? Xin lỗi tức là họ lánh lánh họ lánh đời ấy, cho nên là họ thấy đời này nó trộn rộn nhiều thứ quá, cho nên lên núi là nó có một cái gì đó nó thanh cao hơn, tức là họ muốn lánh xa những cái mà ồn ào huyên náo của cái cõi trần thế này. Cho nên là chữ Hán nó có nhiều ý nghĩa lắm. Người ở trên núi thì là tiên, cho nên là Đường Tăng mới tìm lên núi gặp mấy con tiên đó để mà uống trà rồi ngâm thơ. Mình thấy là cái thú vị nó cũng thanh tao lắm, nhưng mà trên thực tế đó là cái tâm sân của ông thôi, bởi vì là ông chán, tức là không có ưng ý với cuộc đời cho nên mới bỏ lên trên đó. Thế còn nếu mà người bình thường mà không bị rơi vào cái trạng thái mà của tâm sân thì đâu đến mức mà mình phải leo lên trên đó làm chi. Không hài lòng, không an lạc, mà chúng ta thấy là cái chán đó là cái chán nó khác với cái chán của mình ha. Cái chán của mình gọi là cái gì? Cái tuệ, chán nản. Hai cái này nó khác nhau, cho nên nhiều khi mình cứ đồng hóa, mình thấy thấy đạo Phật nói nhiều đến cái chán nản là mình cứ đồng hóa cái này là cái này, nó không có đúng. Bởi cái tuệ này là cái này là cái chán bình thường và đi đến cái tiêu cực, còn cái này là cái tuệ chán nản, nhìn thấy cái thực chất của nó mà chán để muốn tìm một cái khác nó không có đưa đến cái chán nản đó nữa. Bởi vậy cho nên là nguyên một cái đoạn văn người ta dài nửa trang cắt đấy còn câu thôi, cho nên là thấy cuộc đời họ cứ hiểu lầm đạo Phật là vậy đấy, không thích thú. Rồi không hân hoan. Tức là những cái mà chúng ta thấy nó tương đối nhẹ nhàng hơn và vi tế, như vừa nãy là kể cái câu chuyện của ông Đường của ngài Đường Tăng đó. Mình nhìn thấy là có vẻ như là mình đang thanh cao lắm, nhưng mà trên thực tế là rơi vào cái sân mà mình không thấy. Trong cái phần thô mình cũng thấy là mình rơi vào cái trạng thái là giết hại, không tức là không có rụt rè gì hết, tức là nhìn thấy là giết liền. Trong cái thô mình thấy có cái tế, và chúng ta thấy là cái mức độ này mình thấy là cứ nghĩ rằng mình ngon lành thanh cao, nhưng mà trên thực tế nó là trạng thái của tâm tâm sân ở trạng thái tế. Đây là trong cái tế này nó còn chia ra làm hai cái mức độ, này là cái mức độ mà trung bình của tế, còn một cái mức độ cao của nó nữa là ở cái mức độ mà sợ hãi khiếp đảm. Mức độ của sợ hãi khiếp đảm trên thực tế nó cũng là biểu hiện của cái tâm sân. Chúng ta biết tại sao mà sợ hãi khiếp đảm nó là biểu hiện? Thường thường cái sợ hãi khiếp đảm mình liệt vào cái gì ha? Lo sợ, chúng ta thấy là nó bước sang cái sân tật lận hối đó, tức là lo âu đó. Nó là mức độ khác của cái sân phần, cho nên là sợ hãi và khiếp đảm nó cũng là cái sân thôi. Cho nên là mình dù có nỗi sợ mà có lớn hay nỗi sợ vừa vừa hay nỗi sợ vu vơ
ở đâu đấy thì chúng ta thấy là các anh sân này anh cũng đang có mặt ở đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là cả sợ hãi và cả khiếp đảm nó đều biểu hiện cái gì? Là không hài lòng. Không hài lòng với cảnh. Cái cảnh nó khiến mình sợ hãi nên mình không có thích. Cái cảnh nó khiến cho mình khiếp đảm nên là mình cũng không có thích. Mình còn nhớ là sợ hãi với khiếp đảm nó khác nhau ở chỗ nào không? Hai cái này anh này còn nhớ là anh nào mạnh hơn không? Khiếp đảm mạnh hơn. Còn còn ý khác không? Sợ hãi với khiếp đảm cái nào ghê gớm hơn? Tại sao? Cái này kéo dài hơn. Còn cái gì nữa? Cái đấy gọi là hình như chưa được cái skin. Nói chung là được cái skin. Cái nào ghê gớm hơn? Thì đó là cái skin đó. Lâu dài hay là ngắn thì nó là cái skin thôi. Dạ, ai ai vừa nói gì ạ? Không à. Trên thực tế sợ hãi ghê gớm hơn thì đó đó, nhưng mà giải thích sao? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là khiếp đảm á nó thuộc cái ngoại tướng, ngắn hay dài không quan trọng, nhưng chúng ta thấy là chỉ trong một giây thôi mình thở ra không thở vô là mình chết thì đâu cần dài đâu. Cho nên ngắn dài đấy không có quan trọng, mình đau khổ dài đau khổ ngắn cái chuyện đó mình xét sau, nhưng mà chúng ta thấy là trong một giây có thể đưa mình xuống cái chỗ này, trong một giây có thể đưa mình lên, cho nên là cái đấy nó không quan trọng, nhưng mà chúng ta đi vào cái thực tướng của nó, tức là cái dài hay cái ngắn tức là nó chỉ là cái bề ngoài thôi, còn mình đi vào cái thực tướng tức là thấy như mình vẫn nói là tức là thắng chi đó, tức là thấy sự vật đúng như nó là, thì cái này nó là ngoại tướng, còn cái này là nội tướng. Bởi vì sao? Khiếp đảm là gì? Giống như là mình thấy người ta bị tra tấn, đánh đập, dã man, mình nhìn thấy mình rùng mình. Rùng mình đấy là cái trạng thái của khiếp đảm. Tức là do mình thấy cái cảnh bên ngoài thôi. Nhưng mà trên thực tế cái cảnh bên ngoài nó không phải mình. Cho nên lúc đấy mình chưa có cái gì cả, mình bình thường mà. Người ta đang hành hạ người kia đâu có liên quan đến mình thôi. Mình nhìn mình sợ thôi. Tức là mình nhìn thấy mình khiếp, khiếp cái đó. Nhưng mà mình chưa có sao cả, cho nên là mình vẫn còn cười được. Sau khi mà cái cảnh đó nó đi rồi mình quay mặt lại là mình nhìn người khác mình còn cười được, cho nên là chưa, nó chưa có ghê gớm là cái chỗ đó, chưa có ghê, tức là mình chỉ khiếp lên cái rồi lần hết liền, cho nên cái này rất là ngắn. Nếu mà tính ra thì nó là ngắn, bởi vì nó tao hả cái xong cái là nó không phải mình nữa, xong rồi mình đi giống như lần trước có nói đấy, tức là nhà bên hàng xóm tò te tí te có người chết rồi mình đi ngang qua thì mình cũng mủi lòng ở ông hàng xóm đi mất rồi, buồn quá, ông ấy ăn ở cũng tử tế, lâu lâu ông cho mình nhìn, bây giờ ông đi rồi ai cho đây. Thì mình cũng ngậm ngùi chút. Ngậm ngùi chút rồi xong, mà xong rồi thì thấy nó không liên quan đến mình cả. Nhưng mà khi đến khi mà ba mẹ mình mất đó, bắt đầu mình thấy là đổ lệ, tức là cái mức độ thứ hai, cái mức sao chưa ghê, tức là nó còn xảy ra ngắn thôi, tức là nó tao hả cái xong này rồi nó hết. Còn cái này sợ hãi tức là gì? Tức là nó ngấm ở trong mình rồi, tức là mình nội tâm mình đang sợ một cái gì đó, cho nên là mình thấy thế. Mình âm ỉ trong trong lòng cho nên là nó mới dai dẳng dài, mà tức là thực sự là mình bị, cho nên là mình mới mới sợ, chứ còn cái này là mình chưa có sợ, cái này mình chỉ khiếp thôi chứ mình không có sợ, cho nên mình nhìn cái này mình thấy nó ghê gớm, nhưng mà cho nên nó lừa mình là vậy đấy, cái ngoại tướng nó lừa mình là vậy, mà mình không có cái thắng chi cho nên mình cứ nghĩ là nó ghê gớm, mình mới lo gọi là Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả, mình cứ thấy là cái quả là mình sợ đã, nhưng mà cái này mới là cái nhân của nó, thì chúng ta thấy là đó là cái mức độ vi tế của nó. À, buổi sau chúng ta đi tiếp ha. Nè. Ghê quá.
Để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và sanh.